Nếu mà nói dán đổi màu tại The Galaxy of Pop á, thì cái màu nào được anh chị em quan tâm nhiều nhất? Là màu gì? Màu gì đây anh chị em ơi? Đó chính là màu trắng nha anh chị em ơi. Bên shop em rất là nhiều màu trắng luôn. Thì hôm nay em sẽ làm cái clip tổng hợp tất cả những màu trắng có tại The Galaxy of Pop nhé. Và đầu tiên trong bộ The Galaxy màu trắng đó chính là màu trắng ngọc trai mờ nha mọi người. Mờ ở đây là mờ mịn nha, đúng kiểu sang xịn mịn luôn. Anh chị em dán lên xe nó có độ ống ánh cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị em ơi. Tiếp theo đó chính là màu trắng sữa và trắng camay nha anh em ơi. Hai màu này nó rất là giống nhau luôn, chỉ khác có một cái là một loại đề can á là không có nhũ camay nè, một loại là có nhũ camay lấp lánh rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo đó chính là ba con hàng trắng ánh cực kỳ là xuất sắc tại đề can xe cầu bắp luôn. Đầu tiên là trắng ánh hồng nè, kế tiếp là trắng ánh vàng, và cuối cùng mới nhập về luôn là trắng ánh xanh nha anh chị em ơi. Anh chị em mà dán cái màu này lên á, ra đường mà gặp ánh nắng hoặc là có đèn chiếu vào nó sẽ hiện lên cái ánh của nó, như trắng ánh vàng thì nó sẽ hiện lên ánh vàng, còn là trắng ánh hồng sẽ nó hiện lên ánh hồng nha. Và màu trắng ánh xanh vừa mới về, để xem anh chị em nào là người đầu tiên sở hữu được em nói nhé. Còn bây giờ đến cái màu cuối cùng thế nào? Đây chính là màu cuối cùng trong bộ đề can trắng có tại shop đề can xe gò bắp nha anh chị em ơi. Trong cái dòng đề can trắng có tại đề can xe gò bắp thì cái màu trắng này là mình ưng nhất, vì em nó được nhũ ca mây nè, mà lạ vậy ánh mà được ánh bảy màu nữa, mình thường gọi em nó chính là màu trắng cầu vồng nha. Tất cả những dòng đề can có tại đề can xe gò bắp đều là đề can cao cấp có lọ thoát khí, anh chị em dán lên xe là sử dụng được từ 3 đến 5 năm nè, bảo hành cho anh chị em lên đến 12 tháng bung chốc luôn nha. Và có rất là nhiều cái voucher giảm giá từ 100k lên đến 200k nè, và giảm giá tổng bill 5% và 10%. Không chỉ được giảm giá mà anh chị em còn có quà mang về nữa nha. Sẵn tiện nhá nhẹ những cái màu siêu vip vừa mới về đặt trên Sego Pop. Đây là những màu best cao cấp hết luôn nha anh chị em ơi. Mọi thông tin dán đổi màu nè, giá cả cho từng dòng xe thì em sẽ để dưới góc trái màn hình cho anh chị em nha. Còn bây giờ thì đã hết clip rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em.